Chào mừng các bạn và các khán giả đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm biết phương châm chia sẻ là niềm vui. Rồi hôm nay kênh Vũ Thi Hôm xin chia sẻ cho các bạn và các khán giả một cái mạng xã hội rất là hay. Nó là sự kết hợp giữa giống như là mạng xã hội là kết hợp giữa Zalo và Facebook. Thì mạng xã hội mình muốn chia sẻ với các bạn đó là mạng xã hội là Gabo. Đó thì từ màn hình điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ truy cập vào CS Play. Truy cập vào CS Play. Hoặc là iOS thì các bạn sẽ truy cập vào là App Store để mà chúng ta sẽ vào trong mục tìm kiếm thì các bạn sẽ nhấn vào chữ là Gabo mạng xã hội và chúng ta tiến hành cài đặt. Và sau khi cài đặt xong chúng ta sẽ tiến hành đăng ký giống như là Facebook và giống như là Zalo. Chúng ta cũng cung cấp số điện thoại và cái tài khoản của mình để mà chúng ta tiến hành là đăng ký. Rồi do đây mình đã đăng ký rồi nên nó sẽ hiện chữ mở. Nên các bạn sẽ mở lên Gabo mạng xã hội. Rồi đây chính là giao diện của mạng xã hội Gabo. Đó là sự kết hợp giữa Zalo và Facebook. Thì nó có dạng giống như là Facebook. Đó. Ở đây thì có những chức năng như sau nè. Đó. Đầu tiên là mình sẽ có hình đại diện của mình nè. Và đặc biệt là có chức năng live stream nè. Rồi chúng ta có thể là live stream trực tiếp nè, hoặc là chúng ta có thể là đăng bài là ảnh video nè, hoặc là hỏi đáp nè. Đó, vì chúng ta sẽ live stream. Nếu như vậy live stream thì nó sẽ phát trực tiếp cho chúng ta. Đó. Đó, chúng ta có thể thêm mô tả live stream và chúng ta tiến hành là nút live stream là xong. Rồi thứ hai là ảnh video. Đó. Thì cũng tương tự như như Facebook và Zalo thì chúng ta có thể là up nè. Đầu tiên chúng ta đánh là bạn nghĩ gì, ta đánh là cảm nghĩ của mình nè. Sau đó mình có thể up là hình ảnh nè. Đó, up hình ảnh nè. Đó, hoặc là để up hình ảnh nè. Đó, chúng ta hình ảnh cái trên điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ up hình ảnh lên được nè. Đó, giống như Zalo và Facebook. Rồi, tiếp theo là chúng ta có thể là up là video nè. Đó, một đoạn video nào đó của trên điện thoại của chúng ta. Đó. Hoặc là chúng ta tiến hành là live stream và chúng ta có thể sử dụng các cái hình ảnh filter ở trên đó, hình ảnh filter này để trang trí cho cái bài đăng của chúng ta được sinh động hơn. Đó, còn giống như chúng ta thì chúng ta sẽ đóng lại. Rồi đó chính là những chức năng mà chúng ta có thể là đăng hình ảnh, đăng video cũng như là tiến hành live stream. Đó, đây là giao diện rất là dễ thấy và thuận tiện. Rồi thì chúng ta sẽ thấy là phía dưới thanh công cụ này đây, nó cũng giống như là Zalo, cũng giống như Zalo đây. Đây chính là cái biểu tượng cái của mình này. Đây chính là cái trang cá nhân của mình, giống như Zalo chúng ta sẽ có trang cá nhân của mình. Đây là tên nè, hình đại diện tên của chúng ta nè. Đó, hình đại diện tên của chúng ta. Rồi ở đây có người theo dõi là 2 nè, bài viết là 9. Rồi đây là giống như Facebook. Nó giống như Facebook, đây là giới thiệu cái thông tin cá nhân của mình đã đăng ký rồi. Nên sẽ hiện ra đây. Rồi, đó là như đây. Nó thể hiện bạn bè của chúng ta là y chang như Facebook. Đó. Và đây là những cái bài đăng mà của chúng ta mới vừa đăng lên nè. Đó, khi mình đã đăng những bài nè. Trải nghiệm Gabo nè. Đó, đây là những cái bài mình mới vừa đăng nè, nó hiện đây giống như là Facebook. Thật ra Gabo chính là sự kết hợp giữa Zalo và Facebook. Đó. Rồi cái bên này là cái chuông thông báo, có nghĩa là những cái thông báo, nghĩa là những người bạn nhắn tới mình thì chúng ta nhấn vào chuông thông báo này nó sẽ xuất hiện như đây. Rồi hoặc là chúng ta nhấn vào chữ cái tin nhắn này, đó tin nhắn này thì nó sẽ xuất hiện là đây. Đó là xuất hiện đây là những cái bạn bè mà chúng ta đã chat cũng như là đã chúng ta đã trao đổi. Đó. Ví dụ bạn kem nè. Đó, mình đã chào bạn kem nè. Đó, mình đã có bạn kem nè, hoặc là bạn Vũ Nam nè. Đó. Nó xuất hiện lên trên đây. Rồi. Ở đây là nhóm của bạn, mình thay tạo nhóm giống như là Zalo. Đó. Bạn tiến hành tạo nhóm nè. Đó, tạo nhóm thì tên nhóm, giới thiệu nhóm. Đó, giờ đây mình chưa có tạo nhóm nên là chưa xuất hiện nhóm. Đó. Rồi cái bên là chúng ta có thể là có video nè. Đó, video giống như là TikTok của chúng ta. Đó, chúng ta có thể like và chúng ta sẽ bình luận giống như là TikTok. Đó. Rồi kế bên
thân của cái bên là cái nhà. Đây, cái nhà của chúng ta là giống như trang chủ hồi nãy chúng ta mới vừa tham khảo. Đó. Nhưng rất là hay. Gabo là cái giao diện của nó là màu xanh. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở trên cái thanh đầu tiên. Đầu tiên là nó có chữ khám phá theo dõi về quanh đây. Khám phá là gì? Khám phá là chúng ta sẽ thấy được những cái thông tin, những thông tin đó mà chúng ta đã đăng ký trong cái phần mà đăng ký đó. Ví dụ đây mình đã đăng ký là cái thông tin mình đó là phim, phim ảnh nè, đó thì hiện lên đây. Rồi và những cái bài viết nè, một bài viết cách bằng khác nè, hiện lên đây. Chúng ta có thể là like, bình luận hoặc chúng ta chia sẻ giống như là Facebook, là Facebook đó. Đây là những cái bài đăng nè, chúng ta có thể đăng nè, chúng ta thấy là like chia, thấy là thích là bình luận và chia sẻ nè đó. Rồi gợi ý kết bạn giống như Facebook đó, như Facebook. Rồi tiếp theo là chúng ta cái bên nó chịu theo dõi này, nó sẽ khác. Thì khám phá như nào? Khám phá là những bài viết mà chúng ta bài viết của người khác, chúng ta có thể thích và chúng ta like và bình luận và chia sẻ. Còn theo dõi là chúng ta, đây là những cái bài đăng của chính bản thân của chúng ta đó, chính bản thân của chúng ta, nên nó rất là phân biệt được giữa là gì, giữa cái công khai, giữa cái chung và cái riêng của mình rất là dễ dàng. Đây rồi, quanh đây đó, quanh đây là cũng gồm những cái bài đăng của những bạn mà đó, của những bạn mà đã tham gia là Gabo đó, Gabo đó. Thì nó rất giao diện, nó rất là quen thuộc. Đó chính là sự kết hợp giữa Zalo và Facebook, để các bạn có thể thấy. Chúng ta có thể sắp tới đây chúng ta có thể chuyển sang là dùng là Gabo. Bởi vì Gabo chúng ta thấy là theo cái thống kê trên cái cửa hàng Zalo á, thì bây giờ là có là khoảng là hơn là 1 triệu người đã sử dụng, 1 triệu người đã được tải xuống để sử dụng đó. Và dung lượng của nó cũng rất là 77 MB đó. Rồi chúng ta sẽ xem lại đó, là cái giao diện của nó là chữ G, chữ G là chữ Gabo màu xanh đó. Rồi thì nãy giờ mình các bạn đã chia sẻ với các bạn là một cái mạng xã hội cũng rất là hình thành ở trong thời gian gần đây đó là Gabo. Thì chúng ta thấy là nãy giờ chia sẻ với các bạn thì nó chính là sự kết hợp giữa giao diện giữa Zalo và Facebook, thì chúng ta cũng rất là thuận lợi để chúng ta sử dụng. Rồi thì hy vọng là trong thời gian tới này chúng ta sẽ sử dụng Gabo nhiều hơn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa, hãy cho một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì các bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.